Dì ơi, gì bé pha nó cam cho chị uống này. Bé không có biết là lúc mà chị hả có em bé có bị mệt không à? Chứ cái lúc mà bé có em bé mấy cái tháng đầu á, chị bé mệt lắm luôn á. Bé ngồi bé cũng mệt nữa, bé nằm bé cũng mệt, mà chỉ có bé ăn uống là bé không mệt thôi. Cho nên là mình không cam để gì uống bổ sung vitamin C. Không, đừng 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 có ngồi dưới đất gì ơi. Nếu mình đang có thai đó, mình phải ngồi ở trên ghế đệm á, nó tốt cho em bé, không là em bé nó khó chịu á. Gì đâu gì đâu, con mới có 8 tuần à, nó nhỏ xíu như hạt đậu vậy đó, đâu có gì đâu, khó chịu, chưa có mệt. À đúng rồi, còn nhỏ xíu mà tại bé lo sao. Mà tính ra cũng hay quá ha dì. À dì với bé hả có thai cùng một lúc, như vậy người ta gọi là song hỷ lâm môn. Mà cái điều đặc biệt nữa là song hỷ lâm môn của nhà mình á là mẹ chồng với nàng dâu đều có thai. Ừ, và cái lạ nhất là giờ bé ngồi đây hoài, nãy giờ tôi chưa vẽ xong luôn á. Bé đi lên trên nghỉ ngơi đi rồi. Để tôi làm gì? Biết sao không? Nãy nội dặn á là ở nhà là phải hả chăm sóc gì nè, ba Hoàng cũng dặn như vậy luôn. Rồi hả nội còn nói là sẽ đưa ba Hoàng tới mộ của ông nội để mà thắp nhang nè. À, cảm ơn ông nội đã cầu phúc cho gia đình mình với lại là báo tin hỷ ông nội nữa đó. Cho nên là bây giờ là bé đi lên, bé đi lên nha. Nhưng mà nhớ nha gì? Có gì là kêu bé liền nha, bé phi nước đại xuống liền. À không, phi nước nhỏ. Không ngờ việc mang thai một đứa trẻ lại khiến cho bất hòa và căng thẳng trong gia đình lại tan biến hết. Thì ra là mọi người yêu thương mình rất nhiều. Ngay cả con bé loi nhoi này cũng vậy. Nó đang có bầu, mà lúc nào mình cần, hoặc là nó cũng chỉ kè kè kế bên để coi mình cần cái gì, mình thích ăn cái gì, uống cái gì là nó có mặt liền. Một gia đình như thế này thì làm sao mình không thể không gắn bó và yêu thương được chứ. Gì hả? Ủa, không đi làm hả? Dạ, con mới ghé mua cho dì tô phở nè, dì ăn liền cho nóng nha. Ủa sao tự nhiên không đi làm mà mua phở về cho tôi chi vậy trời? Hồi sáng á, con chở ba con với bà nội á lên trên mộ thắp nhang cho ông nội. Xong rồi lúc về ghé ngang nhà cậu Bình giữ lại chơi 3-4 ngày luôn. Ủa rồi đâu liên quan tới tôi phở đâu? Thì ba con điện thoại nè, rồi bà nội điện thoại nè, nói con là phải về lo ăn uống cho hai bà bầu, rồi bắt con là phải túc trực ở nhà để mà phục vụ cho hai người nè. Trời ơi, đâu có cần đâu. Đi làm thì cứ đi làm đi, ở nhà còn có con bé mà, hai má con có thể tự phục vụ lẫn nhau. Thôi dì ăn đi, để bây giờ con phải quay lại nè, để con báo cáo cho ba với bà nội nè. Có cái màn đó hả? Trời ơi, ba con rồi bắt phải vậy đó. Thôi nè. Ok. Đây nè, để con quay nha. Rồi gì nói đi. Dạ kính thưa ba và bà nội. Ba nội của bạn Thượng. À, bây giờ thì Ngọc Hà xin được phép mở cái tô phở này ra để ăn nha. Nên mọi người an tâm mà đi chơi đi nha. Rồi thôi đi làm đi, tôi ăn. Tụi con đi làm cái gì? À, mà chị cần cái gì là chị phải alo liền nha. Biết rồi. À dạ, tao có đi làm đi. Cái gì con đi. Tức thiệt chứ. Tới tên lùi cũng thiếu. Bình tĩnh lại. Bây giờ mình sẽ ra đòi từng con nợ. Sau khi đòi xong mình cộng lại một lần nữa, nó sẽ ra con số chính xác. Quái lạ. Mình đòi nợ. Mà tính gì mà nguyên buổi mà tính luôn mà thiếu không ra vậy? Ai biết đâu nè. Thì chợ có mấy mối đâu mà người ta mua thiếu mua nợ mình, xong rồi hả quanh qua quanh lại mình cộng tới cộng lui, bây giờ nó bị lỗ tiền nhà nè. Giờ muốn không bị lỗ không? Sao? Đừng tính nữa. Ông có thể làm cái việc gì mà nó có ích cho nhân loại một chút xíu được không hả? Nhiều khi tôi tính không ra là tại ông có đi tới đi lui, ông sàn qua sàn lại trước cái mắt tôi nè, tôi bực bội quá nè. Được, sẵn có bà ở đây tôi sẽ nói cho bà biết luôn. Nói gì? Quá đẹp. Không những đẹp người mà còn đẹp na đẹp nết nữa. Trời ơi cái ông này nay. Người đẹp chẳng ở đâu xa, người đẹp chỉ ở quanh ta đấy mà.
Thế mà mình lại rề ra, thế mà mình lại khề khà thế kia. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, bông hoa hương sắc chính là Hà Thương. Anh nói gì vậy? Hả? Bông hoa hương sắc là ai? Ngọc Hà. Tôi làm thơ tả Ngọc Hà đó. Ủa, tôi ngồi chần chừ đây, tôi là vợ ông mà tự nhiên ông đi làm thơ ông tả người phụ nữ khác, ông giỡn mặt với tôi hả? Thì bây giờ nhìn Hà tôi có hứng thì tôi tả thôi. Ủa, bộ nhìn tôi không có hứng hả? Ê, này bà nói tôi có nói nha. Vậy sao mới gật đầu á? Thì cái đầu tôi gật. Ê, cái gì vậy? Ở với nhau bao nhiêu năm rồi mà tại sao ông không làm thơ tả tôi, một người phụ nữ lam lũ, đảm việc nước giỏi việc nhà là ông phải nói tôi nè. Đâu phải là ở chung là mình có thể tả được đâu, hiểu không? Ê, nè bây giờ đây ví dụ cho bà coi đây. Đây là một cái bình nước đúng không? Đây là một cái ly. Đó, mình sẽ để hai cái này xuống. Bây giờ ví dụ như là tôi nhìn cái bình này, a cái bình này rất là bự, rất là có nước trong này rất nhiều đó không, nhưng mà tôi vẫn không có cảm hứng với cái bình này. Ông nhìn tôi mà ông không có chút cảm hứng nào hết đó hả? Đây không, này này bà nói tôi cũng nói nha. Nhưng mà ông mới lắc đầu. Đầu tư tôi lắc. Ông nói rất đúng. Ừ. Hôm nay là ông đã khai sáng cho tôi một điều là con người không chỉ cần được ăn no. Đúng. Mà còn cần phải có tâm hồn. Đúng. Không chỉ cần bánh mì. Ừ. Mà còn cần hoa hồng. Ừ. Vậy từ bây giờ ông ăn hoa hồng thay bánh mì luôn nha. Nha. Tinh thần của ông á sẽ được no đủ bởi Ngọc Hà. Ừ. Và thể xác của ông sẽ đói rã ruột, bởi vì tôi sẽ không phát tiền cử cho ông nữa. Không sao, không sao, không sợ đâu hả? Bởi vì đối khác sẽ làm nên tài năng. Ngọc Hà ơi, mãi bên nhau bạn nhé. Mãi bên nhau, mãi bên nhau bạn nhé. Mãi bên nhau, Ngọc Hà ơi. Hả? Ngọc Hà. Hả? Trời ơi, chạy qua hàng xóm ở luôn đi. Chị thấy không nè, cái này là siêu âm 10 tuần tuổi nha. Bắt đầu là thấy được cái tay cái chân nhỏ xíu rồi, dễ thương á. Tôi đi siêu âm á, bác sĩ bỏ cái máy lên trên bụng tôi cũng thấy luôn á. Thấy gì gì? Thấy cái đạp phải không? Không, chưa đạp đâu, thấy được cái xương á, xương tay, xương chân thôi. Ui, dễ thương à. Nhưng mà nghĩ tới thiệt luôn á, buồn. Thế à? Tại con thấy á, mọi người xuống á, mọi người mấy người mà phụ nữ mà người ta có bầu á, xong cái người ta đi siêu âm người ta thấy được em bé, còn con đi siêu âm hả, em bé trốn con không mà con không hiểu tại sao. Chắc là nó mắc cỡ đó. Mắc cỡ gì vậy? Tại vì con là một cái người phụ nữ rất là kiểu mà năng động, không nhiều năng lượng mà con nhoi nữa. Ừ. Thì con của con phải giống như vậy. Vậy mà không hiểu sao nó giống ai mà nó cái này. Người ta kêu là luật bù trừ, nhiều khi tại con nhoi quá cho nên em bé của con là nó dịu dàng đầm thắm nết na thùy mị, phải không? Bây giờ nè, mình sắp làm mẹ rồi nha, là mình phải nết na lại nha, đừng có nhoi như vậy hoài nha. Vợ ơi, vợ, vợ ơi. Vợ ơi. Gì vậy? Trời ơi, vợ ơi. Cái gì vậy? Vàng của anh ơi. Cái gì vậy? Anh ơi. Dạ, thành công rồi. Thành công? Thì đúng rồi, anh thành công thì em bụng mới bự như thế này. Tại sao vậy? Có gì đâu mà làm cái gì mà anh vô mà anh ôm, mà anh có thấy được có gì đang ngồi đó không? À quên, hết gì? Cho ôm gì cả nha. Trời ơi, mới vừa ôm ra xong á. Em trai, anh biết là em là anh trai hay em gái, nhưng mà hôm nay anh vui lắm, anh sẽ là anh trai của em nha. Vui lắm nha. Ơi con ơi. Cái gì vậy? Ông nói nghe gì vậy? Ừ, có bị bệnh không? Tự nhiên về nhà rồi ôm hai bà bầu rồi nói những lời yêu thương quá vậy. Ừ, dạo này trời nắng nóng, anh có được ổn định về tinh thần không? Hả? Hả? Hay là sao? Anh nói trúng số hay sao? Làm gì vui như vậy? Hả? Làm gì có, tiền đâu mà mua vé số. Không trúng số hả? Trúng số kiểu này là chắc là chạy ngoài đường xong rồi thấy người ta làm rớt vàng rất bạc châu báu cương gì lục đường được phải không? Chưa nói nha, là có khi nào chở ai xong người ta để quên đồ thì là lấy luôn đồ của người ta rồi kẹp mua đồ cho em không? Em không có chấp nhận như vậy đâu nha. Làm gì có chuyện đó. Nè, xin trân trọng thông báo cho em và dì biết, anh đã xin được việc làm rồi. Tháng sau sẽ nhận việc trợ lý giám đốc, không, trợ lý kỹ sư xây dựng công trình lớn lắm. Trời ơi,
mà không hiểu gì hết trơn. Nói chung là có công việc mới đúng không? Công việc mới là tức là anh sẽ không phải chạy xe ôm lông nhông ở ngoài đường nữa, anh sẽ có tiền nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Chúc mừng con nha, chúc mừng con, chúc mừng bé luôn. Chị ơi, như vậy là anh Thượng sẽ có thêm tiền để mà lo cho gia đình này. Thì chị cũng không phải lo một mình nữa, chị sẽ khỏe hơn. Nghe nó nghe nè, gọi hỏi cho ba với bà nội thông tin đi. À đúng rồi, đúng rồi. Em sẽ gọi cho ba với lại bà nội để nói ba với bà nội đi siêu thị nè. Đi siêu thị biết mua tính coi đi siêu thị là tối nay mình có tập xuống nè, mình có tập tràn nè, mình có mua nè, rồi mình mua hải sản về để mình làm một bữa tiệc thiệt là lớn, mình ăn mừng, ăn mừng anh Thượng đã lên chức. Nhưng mà đâu có ăn mừng. Bây giờ ví dụ mà Thượng có công việc làm đúng không, thì tới tháng sau mới đi làm. Mà tháng sau đi làm để tính cho nè, tháng sau đi làm là phải tới cuối tháng mới lãnh lương. Mà lãnh lương thử việc thì nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Cho nên là thôi, muốn ăn mừng thì đợi cái tháng sau nữa, có cái tháng lương đầu tiên á, thì mình ăn mừng nha. Chứ còn bây giờ thì vẫn u như kỹ, tiết kiệm. À, con tưởng là con dụ được cái kèo ăn hải sản mà có vẻ như cái kèo này nó hơi héo rồi không có gì ăn rồi anh Thượng ơi. Ráng đợi anh nha, dạ. Tháng sau có tiền anh sẽ đãi em ăn thật là hoành tráng luôn. Ừ, đãi một mình nó thôi, đừng đãi tôi. Không. Gì vậy? Không. Gì vậy? Chờ chi cho nó sốt ruột, mình phải ăn liền mới được. Ăn liền đi. Ăn gì? Ăn mừng. Bây giờ hôm nay tôi qua là tôi mời là qua nhà tôi để mà ăn một cái tiệc gọi là ăn mừng. Đúng. Thôi đừng đi ăn tiệc kìa. Trời ơi, con không ngờ hôm nay chú Kiệt với lại cô Tiền qua mời gia đình con ăn mừng. Thiệt là hợp tình hợp lý, bởi vì ngày hôm nay chồng con vừa mới được nhận một cái chức mới. Dạ. Quá. Ê, không có trùng hợp miếng nào luôn nha. Chồng là có chức mới thì bên đây đãi bên đây đi. Vợ chồng tôi là chỉ qua đây mời mình cô Ngọc Hà à. Ôi, Ngọc Hà ơi. Hả? Trời ơi. Ngọc Hà ơi. Ngọc Hà có biết không? Cô chính là nguồn cảm hứng của chồng tôi, khiến cho anh làm nên những dần thơ tuyệt tác. Cô đã nuôi dưỡng tâm hồn thi sĩ của anh. Lần đầu tiên thơ của anh làm được đăng báo, còn có những bút nữa. Ủa vậy hả? Cho tôi ôm con cái đi. Trời ơi. Bữa nay ai cũng xin ôm hết vậy trời. Tôi cảm thấy rất là vui, hãy cho tôi ôm một cái giống như vậy luôn đi. À, dạ thôi được rồi anh, dạ em ghi nhận niềm vui của anh rồi. Dạ, dạ. À, không giống gì hả? À, khi mà tôi nhìn Hà, cái trong đầu tôi nó nảy lên những cái dần thơ, những cái dần thơ mà tôi thấy miêu tả Hà kiểu như mà giỏi việc nước nè, đảm việc nhà nè, thế là cái dần thơ của tôi nó được lên báo luôn. À vậy hả? Anh nói là tôi mắc cỡ quá. Chú chứ sao điện chú lại làm thơ miêu tả chị con vậy? Đúng rồi đó, trong khi vợ mình không tả mà đi tả hàng xóm. Ê, biết trong lòng được rồi, nói ra chi. Chồng tôi là tại vì bột chùa nhà không có lên, hiểu không? Nhìn vợ là khó làm thơ, nhưng mà nhìn vợ hàng xóm là nó làm thơ được liền. Đàn ông ai cũng vậy, không có gì phải thắc mắc, nghe chưa? Đúng, nói gọn là nhìn Hà là kỳ có hứng nè. Bây giờ là nhìn là ra thơ, nhìn là ra thơ luôn. Với lại cái vấn đề là vậy, bây giờ để tỏ lòng và cảm ơn Hà á, cho nên là gia đình tôi có làm một cái bữa tiệc rất là nhiều đồ ăn luôn. Mời Hà thì ăn không hết đâu, ấy mời cả gia đình luôn qua bên nhà là mình nhậu. Yeah. Để là con được đi. Xin cái gia đình cũng được. Nhưng mà Hà phải hứa nha, Hà là phải tiếp tục phát huy vai trò là niềm cảm hứng cho chồng tôi, để cho chồng tôi tiếp tục làm thơ. Dạ gia đình. Dạ nói chung em vẫn sinh hoạt như bình thường thôi, anh chị cứ nhìn em. Dạ dạ. Rồi đi hồi kêu ba với bà nội với lại lên cái chị tá. Ngày hôm nay là mình có nhiều cái tinh hỉ quá, cho nên là mình chơi tối luôn gì. Đúng chơi rồi, mình ăn tiền là lớn luôn. Kêu thêm người. Đúng rồi. Trời ơi.